Chào các bạn, yêu cầu của bài tập hôm nay chúng ta phải đếm và in ra các số chính phương của mạng một chiều các số nguyên. Vậy các bạn đã biết là sau hai bài tập về đếm và in các số nguyên tố và đếm và in các số hoàn thiện thì phần nào các bạn đã nắm được hàm, cách sử dụng hàm và áp dụng cái hàm đó vào trong cái bài tập mạng một chiều. Thì ở video này mình cũng sẽ tiếp tục nói lại về cách sử dụng hàm. Các bạn nên nhớ là hàm là rất là khó, để mà sử dụng thành thạo thì chúng ta phải nắm chắc nó mới được. Rồi, sau khi có cái hàm kiểm tra chính phương này thì chúng ta sẽ áp dụng cái hàm đó để chúng ta đếm và in các số chính phương bằng câu lệnh for if. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cách sử dụng hàm. Rồi, một cái phần ví dụ như vậy là tương đương với một cái chương trình đó các bạn. Ví dụ như ở đây mình có cái function là kiểm tra số dương. Thì các bạn thấy đây là cái tên hàm kiểm tra dương. Rồi, phía trước cái tên hàm là cái kiểu dữ liệu mà các bạn cần trả về của cái hàm đó. Ở đây mình cần trả ra giá trị true or false, cho nên mình sẽ ghi kiểu dữ liệu là boolean. Rồi, phía sau của cái tên hàm là các tham số được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn. Các bạn muốn truyền bao nhiêu tham số là tùy vào cái bài tập, tùy vào cái hàm. Và thậm chí ở đây các bạn có thể truyền tham số là mãn một chiều cũng được. Các bạn lưu ý nha. Rồi, tiếp theo, trong cái hàm này, mục đích của cái hàm này là mình kiểm tra một cái tham số A nè, số dương nè, có phải là số dương hay không. Số A này nè, số nguyên A này nè, có phải số dương hay không. Thì chúng ta có câu lệnh if nếu như A lớn hơn 0. Cái này mình thêm bằng cũng đi. Nếu A lớn hơn bằng 0 thì chúng ta return true, nghĩa là cái hàm này sẽ nhận giá trị là true. Ngược lại thì hàm này sẽ nhận giá trị là false. Đó là cái hàm kiểm tra dương. Rồi, khi chúng ta áp dụng cái hàm này vào trong cái chương trình chính á, thì giả sử mình có một cái biến B mình gán là số 5. Rồi, mình gọi cái hàm kiểm tra dương B. Thì các bạn lưu ý ở đây cái tên hàm như thế nào thì các bạn phải đặt ở ngay trong chương trình chính cái tên y chang như vậy. Và nhớ là trong C cộng thì nó phân biệt chữ qua chữ thường, cho nên các bạn lưu ý chúng ta phải gõ chính xác cái tên hàm. Ở phía trên chúng ta gõ đây kiểm tra dương thì dưới này cũng kiểm tra dương. Rồi, nếu như cái tham số này, đây tham số B các bạn đang gán là 5, thì nó sẽ truyền lên trên cái hàm đây tương ứng với giá trị A là 5 nè. Thì nó 5 rõ ràng lớn hơn bằng 0, cho nên nó sẽ đưa ra cái hàm này là true. Thì nó kết luận là 5 là số dương. Ví dụ ở đây các bạn gõ là trừ 5, gắn giá trị B là trừ 5, thì ở đây nó truyền giá trị B đây là trừ 5. Vậy là trừ 5 lớn bằng 0 là sai, cho nên nó thực hiện phần L là return false. Mà hãy return false thì vào trong chương trình chính là chỗ này nó sai. Sai thì nó sẽ in ra là B là số A. Đó, đó là một cái chương trình ngắn gọn đơn giản để các bạn kiểm tra một số là âm hay dương bằng cách chúng ta sử dụng hàm. Rồi, như vậy ví dụ cái dãy số của mình gồm 5 phần tử là 25, 2, 6, 9, 16 thì chúng ta phải in ra được là có 3 số chính phương là 25, 9 và 16. Rồi, nhắc lại với các bạn là số chính phương là số bình phương căn bậc 2 của nó bằng chính nó. Trong cái video về kiểm tra một số là số chính phương hay không, trong cái khóa học này mình cũng đã hướng dẫn rất là kỹ. Nếu như chưa nắm được thì các bạn có thể xem lại. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái code của bài tập. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hàm trước. Đây, hàm boolean. Hàm bool chính phương C phương truyền vô một cái số nguyên N. Rồi, mình có một cái biến như mình đã nói với các bạn. Trong chương trình con, trong hàm thì chúng ta cứ thoải mái khai báo rồi sử dụng các biến y như trong chương trình chính. Vì vậy chỗ này các bạn thấy là mình có một cái biến căn là bằng căn bậc 2 của cái giá trị N. Rồi, sau đó mình lấy căn nhân cho căn mà bằng N thì mình sẽ return true, nghĩa là N là số chính phương, ngược lại thì return false, có nghĩa là bình phương căn bậc 2 nè của N nè bằng N bằng chính nó, với điều kiện là mình đã gán cái căn này bằng SQRT của N. Rồi,
Đó là hàm chính phương. Vậy ví dụ này, mình ví dụ mình chạy một cái trường hợp và hai trường hợp cho các bạn xem nha. Ví dụ n ở đây mình truyền vào là 25. Rồi truyền vào 25. Thì chỗ này các bạn thấy là int căn, như vậy ta có một số nguyên căn là bằng căn bậc 2 của 25. Rồi căn bậc 2 của 25. Thì căn bậc 2 của 25 là bằng SQRT của 25 thì bằng là 5. 5 thì khi là đây là bằng cái biến căn luôn nè. Đây bằng cái biến căn này. Rồi căn nhân căn có bằng n hay không thì các bạn thấy là 5 nhân cho 5 thì bằng 25. Thì 25 bằng với n là 25 cho nên chúng ta sẽ return true. Đấy, cho nên 25 là số chính phương. Rồi ví dụ như số 26. Ví dụ 26 là căn của 26 là bằng 5,099, nghĩa là bằng 5,1. Thì các bạn thấy 5,1 mà các bạn bình phương lên thì chắc chắn là hơn 25 rồi. 25 chấm mấy đó. Cho nên là 25 thì không có bằng 26. À, 25 thì không có bằng 26. Tại vì ở đây là giá trị căn là giá trị nguyên cho nên nó sẽ lấy số gì? Số 5. Thì các bạn thấy 5 nhân 5 bằng 25 mà số n chúng ta lại là 26 cho nên 25 không bằng 26 cho nên return false, 26 không phải là chính phương. Rồi. Đó là cái hàm bool kiểu bool truyền về trải ra giá trị true or false. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào trong cái mảng một chiều của chúng ta. Đây. Đây là cái code để chúng ta đếm xem trong cái mảng của chúng ta có bao nhiêu số chính phương. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái dãy số lên. Dãy số của chúng ta có 5 phần tử là 25, 2, 6, 9 và 10, 16. Rồi những số nào là số chính phương thì mình sẽ tô đỏ. 25, 9, 16. Bây giờ chúng ta sẽ chạy trên cái dãy số này. Rồi bây giờ các bạn xem mình chạy nha. N chúng ta bằng 5. Rồi bây giờ lần lập thứ nhất của câu lệnh for thì các bạn thấy y sẽ bằng 0. Rồi y nhỏ hơn n hay không thì các bạn thấy là y nhỏ hơn 5. Đúng đúng thì chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta vào câu if nếu như chính phương a y thì các bạn thấy a y là y chúng ta đang là 0, như vậy a 0 A0 của cái mảng là giá trị nào các bạn? Giá trị 25. Thì khi mà truyền cái số 25 này lên hàm chính phương thì chính phương nó sẽ trả ra giá trị gì các bạn? Giá trị true. Rồi chúng ta có chạy hồi nãy rồi. Rồi true. Rồi nếu như cái hàm chính phương này đưa ra giá trị true là đúng thì chúng ta sẽ tăng biến đếm lên, lên 1, đếm của chúng ta mới bằng đầu là 0. Rồi đó là lần lập thứ nhất. Lần lập thứ hai, y chúng ta tăng lên 1, 1 nhỏ hơn 5 đúng. Chúng ta vào câu if chính phương của A1 thì các bạn thấy chính phương của A1 là số 2. A1 là số 2, số 2 truyền lên hình hàm chính phương thì là false. False thì điểm của chúng ta vẫn là 1. Tiếp tục lần lập thứ 3. Ở lần lập thứ 3 thì y chúng ta sẽ tăng lên 2. 2 nhỏ hơn 5 đúng. Rồi chúng ta vào câu if nếu như chính phương thứ A2 thì các bạn thấy A2 ở trong dãy số là số 6. 6 thì vẫn là false, không phải là số chính phương. Tiếp tục điếm vẫn là 1 nha các bạn. Nãy giờ điếm vẫn là 1, điếm chưa tăng lên. Rồi lần lập thứ 4, lần lập thứ 4 y chúng ta sẽ bằng 3. 3 nhỏ hơn 5 đúng.
Nếu như hàm chính phương gọi giá trị A3 thì các bạn thấy A3 trong dãy số của chúng ta là 9, thì 9 là một số chính phương, tại vì căn bậc 2 của 9 là 3, 3 x 3 là 9. Rồi, đúng thì giá trị đếm sẽ tăng lên 1, nghĩa là bằng 2. Lần lập cuối cùng, lần lập thứ 5. Y bằng 4, 4 nhỏ hơn 5, đúng. Rồi hàm chính phương thứ A4, A4 của chúng ta là 16, thì căn của 16 là 4, 4 x 4 16, cho nên đúng, đúng, cho nên đếm tăng lên 3. Chúng ta kết thúc cái code ở cái chỗ đếm có bao nhiêu số chính phương thì chúng ta được 3 số chính phương. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tới cái code là chúng ta phải in ra các số chính phương đó là chỗ này. Rồi, có 3 số chính phương là, rồi các bạn thấy chúng ta sẽ chạy hoàn toàn tương tự, nhưng thay vì chúng ta đếm, chúng ta tăng cái giá trị đếm lên thì chúng ta sẽ xeo cái A ra, chúng ta sẽ in cái A ra. Rồi, như vậy thay vì cái chỗ đếm thì chúng ta sẽ in cái gì? A0 là in 25 nè. Rồi, tiếp tục in nào nữa đây. In 9 nè. Rồi, tiếp tục in 16. Đúng 3 số. Rồi, bây giờ mình và các bạn chạy thử cái chương trình này xem coi nó phải giống như nãy giờ chúng ta chạy không nha. 5 số. 25. 2. 6. 9 và 16. Rồi, có 3 số chính phương là 25, 9, 16. Rất là đúng nha các bạn. Rồi, như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng hàm, để chúng ta áp dụng vào cái mảng một chiều các số nguyên để chúng ta có thể đếm và in ra các số chính phương. Ở video tiếp theo là một bài tập rất hay. Chúng ta sẽ có một cái mảng một chiều. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cái số chẵn lớn nhất, nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.